Bạn đang nghe từ Phonos. Chuyến xe thần chết. Tác giả: Selma Lagerlöf. Người dịch: Ngọc Thọ. Chương 1. Một cô gái tội nghiệp của đội quân cứu tế đang hấp hối. Nàng đã mắc một chứng lao phổi, phát triển nhanh và ác liệt, không sao cưỡng lại được quá một năm. Khi còn đủ sức, nàng vẫn tiếp tục đi thăm kẻ khó và làm tròn nhiệm vụ của mình. Nhưng khi sức nàng đã kiệt, người ta đưa nàng vào một viện điều dưỡng. Ở đấy nàng được chăm sóc mấy tháng, nhưng sức khỏe chẳng tăng lên được tí nào. Và khi hiểu rằng mình đã hết phương cứu chữa, nàng trở về bên mẹ. Bà có riêng một căn nhà nhỏ trong một đường phố ngoại ô. Ở đó, nằm trong một căn buồng hẹp tồi tàn, nơi nàng đã trải qua thời thơ ấu và tuổi thanh xuân, nàng chờ đợi cái chết. Bà mẹ ngồi cạnh giường con, lòng đau thắt, nhưng mải mê với công việc chăm sóc người ốm nên chẳng có thời giờ mà khóc nữa. Một nữ đội viên cứu tế cùng thuộc lớp đi thăm kẻ khó như người bệnh ngồi lặng lẽ ở chân giường và lặng lẽ khóc. Đôi mắt cô nhìn lên khuôn mặt người hấp hối với một vẻ tận tâm vô hạn. Và mỗi khi mắt bị mờ đi vì những giọt lệ, cô lại đưa tay lên chùi rồi bỏ xuống ngay. Ngồi trên một chiếc ghế dựa thấp rất bất tiện, chiếc ghế mà người bệnh vẫn ưa dùng và lần nào dọn nhà cũng đều mang theo, là một phụ nữ cao lớn, cổ áo thêu một chữ S, dấu hiệu của đội viên cứu tế. Người ta đã mời bà ngồi vào một chỗ tốt hơn, nhưng bà lại muốn ngồi trên chiếc ghế kém tiện nghi này, như thể tỏ lòng trọng vọng người sắp chết. Ngày hôm ấy không giống như tất cả những ngày khác, đó là ngày lễ Sylvester. Bầu trời xám và nặng trĩu. Ở trong nhà thì cảm thấy lạnh và tưởng như thời tiết xấu. Nhưng ra ngoài trời thì không khí lại ấm áp và êm ả lạ lùng. Mặt đất toàn màu đen và không có tuyết. Chỉ một vài bông tuyết lạc lõng từ từ rơi, vừa chạm đất là đã tan thành nước. Một trận mưa tuyết lớn có vẻ như sắp sửa đến nơi, nhưng vẫn chưa chịu đến. Tưởng như là gió và tuyết thấy như chưa cần hoạt động vào lúc cuối năm này và để dành sức lực cho năm mới đã đến gần lắm rồi. Mọi người hình như cũng tê liệt đi với cùng ý nghĩ như vậy. Họ không định tâm làm được một việc gì. Đường phố hoàn toàn yên ắng. Trong mọi nhà chẳng ai làm việc. Trước mặt căn nhà người sắp chết là một thửa đất. Người ta đã bắt đầu đóng cọc để xây dựng nhà cửa. Buổi sáng, một vài người thợ đã tới, như thường lệ. Họ vừa hát vừa nâng cái máy đóng cọc to tướng lên, rồi lại thả xuống. Nhưng họ làm không lâu, và chẳng mấy chốc công trường đã trở lại quạnh quẽ. Mấy người đàn bà đi qua, tay cắp rổ đến chợ. Nhưng cảnh ấy cũng chỉ diễn ra trong chốc lát. Người ta đã gọi đám trẻ con chơi ngoài đường phố về, để sửa soạn cho buổi lễ tối nay. Và chúng không chạy ra nữa. Mấy con ngựa kéo những chiếc xe không, đi đến nhà để xe ở tận cuối ngoại ô để nghỉ một đợt 24 tiếng. Trời càng về chiều thì yên tĩnh càng tăng thêm. Mỗi tiếng động tắt đi càng làm cho không khí dịu lại. Bà mẹ nói: "Em nó mất trong đêm nay trước ngày lễ như thế này mà lại hay. Chẳng mấy chốc sẽ không còn tiếng gì ở bên ngoài có thể khuấy động những giây phút cuối cùng của em nó nữa." Người bệnh đã bất tỉnh từ sáng hôm nay, và ba người đàn bà ngồi quanh giường nàng, muốn nói gì nàng cũng chẳng có thể nghe thấy được. Tuy vậy, họ
họ cũng biết rằng nàng chưa đến tình trạng hôn mê. Nét mặt nàng đã thay đổi nhiều lần trong ngày. Nét mặt ấy đã biểu lộ sự ngạc nhiên và lo lắng. Khi thì có vẻ cầu khẩn, lát sau lại như bị tra khảo đau đớn. Từ nãy đến giờ, trên gương mặt ấy lại in dấu một sự phẫn nộ mạnh mẽ. Sự phẫn nộ ấy dường như làm cho nét mặt nàng cao cả lên và xinh đẹp ra. Nét mặt cô sơ của kẻ khó này đã thay đổi nhiều đến nỗi cô bạn của nàng ngồi ở chân giường, nghiêng người sang bà thành viên của đội cứu tế kia và thì thầm: "Nhìn kìa đội trưởng, sơ Edith trở nên xinh đẹp biết bao, nom chị ấy như một hoàng hậu." Người phụ nữ ngồi trên cái ghế thấp liền đứng dậy để ngắm kỹ hơn người con gái hấp hối. Chắc hẳn bà chưa bao giờ được nhìn cô gái thăm kẻ khó mà không thấy nàng có cái vẻ nhẫn nhục vui vẻ mà nàng giữ mãi cho đến phút cuối, mặc dù ốm đau mệt mỏi đến đâu. Bởi thế cho nên, sự thay đổi của nàng làm cho bà ngạc nhiên đến nỗi bà không ngồi lại xuống chỗ cũ nữa mà cứ đứng nguyên như vậy. Với một động tác đột ngột gần như là sốt ruột, cô sơ bé nhỏ trườn người lên gối, thiếu chút nữa thì đã ngồi hẳn lên giường. Một vẻ tôn quý khôn tả làm cho vành trán của nàng có dáng uy nghi lạ lùng, và đôi môi của nàng mặc dù mím chặt hình như đang thốt ra những lời chê trách và khinh bỉ. Bà mẹ ngẩn mặt nhìn hai người của đội cứu tế đang ngạc nhiên. Bà nói: "Những hôm trước nó cũng cứ như thế này. Có phải lúc này là giờ nó đi thăm kẻ khó không nhỉ?" Người đội viên cứu tế nhỏ tuổi liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ mệt mỏi của người bệnh đặt ngay cạnh giường. Cô nói: "Phải đấy, giờ này là giờ chị ấy vẫn đi thăm những người khốn khổ." Cô ngừng lại và đưa khăn lên lau mắt. Cô vừa định nói tiếp thì tiếng nức nở lại trào lên cổ họng. Bà mẹ đưa hai tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ khô cứng của con gái và nhẹ nhàng vuốt ve. Bà nói, giọng để lộ một niềm oán hận ngấm ngầm: "Nó vất vả quá khi giúp người ta quét dọn những căn nhà tồi tàn của họ và quở trách họ về những thói hư tật xấu của họ. Khi phải làm một công việc quá nặng nhọc thì đầu óc con người ta không thể dứt ra khỏi những công việc ấy được. Bây giờ nó vẫn tưởng nó đang ở trong nhà của họ đấy." Bà đội trưởng dịu dàng nói: "Đôi khi làm những công việc người ta ưa thích quá thì cũng vậy đấy." Họ nhìn thấy người bệnh cau mày lại và một vết nhăn ở giữa hai lông mày hằn xuống mỗi lúc một sâu, trong khi làn môi trên của nàng nhếch lên. Bà đội trưởng nói, giọng hân hoan ca ngợi: "Trông cô ấy như một thiên thần trong buổi phán xét cuối cùng. Hôm nay thì nhà cứu tế có thể xảy ra việc gì nhỉ?" Cô bạn của bà nói và dịch hai người đàn bà ra để đặt bàn tay vuốt ve lên trán người hấp hối. Cô vừa vuốt ve vừa nói: "Sơ Edith, đừng lo lắng gì cả. Sơ Edith, chị vất vả nhiều vì những người khốn khổ rồi." Những lời này dường như có sức giải thoát cho người bệnh khỏi những ảo tưởng đang ám ảnh nàng. Trên nét mặt nàng, sự căng thẳng và phẫn nộ đã biến mất. Vẻ dịu dàng và đau đớn quen thuộc của nàng trong suốt thời gian bị bệnh lại trở lại với nàng. Nàng mở mắt và khi nhìn thấy người bạn gái đang cúi xuống nhìn mình, nàng đặt bàn tay lên cánh tay cô và muốn kéo cô lại. Cô đội viên cứu tế đoán ra hơn là nắm được ý nghĩa của sự động chạm nhẹ này. Cô hiểu ra lời cầu khẩn thầm lặng trong đôi mắt người ốm và cúi sát xuống môi nàng. Người hấp hối thì thào nói: "David Home." Cô đội viên cứu tế lắc đầu, cô sợ rằng mình đã nghe không rõ. Người ốm cố gắng đến cực độ để diễn đạt ý mình. Nàng nhắc lại, sau mỗi tiếng lại dừng một chút: "David Home. Cho người đi tìm David Home." Vừa nói, nàng vừa nhìn chằm chằm vào mắt bạn, cho đến lúc cô bạn cuối cùng hiểu được ý nàng. Bây giờ, nàng mới buông mình thêm thiếp. Và mấy phút sau, nàng đã lại ở rất xa, ở giữa một cảnh tượng tàn khốc nào đó, làm cho tâm hồn nàng tràn đầy tức giận và lo âu. Cô bạn của nàng ngồi thẳng dậy. Cô không khóc nữa. Cô đang bị một nỗi xúc động dày vò, làm cạn hết những dòng nước mắt.
Chị ấy muốn chúng ta cho người đi tìm David Holm. Lời yêu cầu của người hấp hối có vẻ thật kinh khủng. Bà đội trưởng cao lớn đẩy đà, nghe thấy thế cũng choáng váng cả người như bạn gái của nàng. Bà kêu lên, David Holm à, không thể được. Làm sao có thể để David Holm đến gần một người hấp hối? Bà mẹ người ốm đã theo dõi những thay đổi trên nét mặt con gái bà. Khuôn mặt này đã trở lại dáng vẻ vị một quan tòa phẫn nộ. Bà đưa mắt hỏi thăm hai người phụ nữ. Bà đội trưởng đội quân cứu tế nói, Sơ Edith muốn cho người đi tìm David Holm, nhưng chúng tôi không biết có nên làm như vậy không. Bà mẹ ngơ ngác hỏi, David Holm? David Holm là ai? Đó là một trong những người đã làm cho Sơ Edith rất vất vả, một trong những người mà Chúa đã không để cho Sơ tác động đến bằng quyền lực của nàng. Bà mẹ người bệnh đưa mắt cay đắng nhìn cô đội viên trẻ. Khi con gái tôi còn giữ được một đốm lửa của sự sống thì nó đã thuộc về các người rồi. Bây giờ nó sắp chết, các người phải để nó lại cho tôi. Vấn đề như có vẻ đã được giải quyết. Cô đội viên trẻ lại ngồi xuống chân giường. Bà đội trưởng lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Bà nhắm mắt và đắm mình trong một bài cầu nguyện lầm rầm. Hai người thoáng nghe được một vài tiếng trong bài cầu nguyện của bà thì hiểu rằng bà đang cầu xin Chúa cho linh hồn của cô sơ trẻ tuổi được yên ổn rời khỏi cõi đời, không phải bận tâm và day dứt vì những nghĩa vụ và những lo âu trên trái đất đau thương gian khổ này nữa. Bà bị dứt khỏi bài cầu nguyện vì cô đội viên trẻ nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà. Một lần nữa, người ốm lại tỉnh lại. Nhưng lần này, nàng không còn cái vẻ dịu dàng và nhẫn nhục như trước nữa. Vầng trán nàng sẫm tối lại, phản ánh một cơn giông tố trong lòng. Cô đội viên bé nhỏ lập tức cúi xuống phía nàng và cô nghe rõ mồn một câu hỏi này của nàng với giọng đầy trách móc. Sơ Maria, tại sao sơ không cho đi tìm David Holm? Cô gái hẳn cũng muốn nêu lên vài câu từ chối, nhưng cô đọc được trong mắt người hấp hối một điều gì làm cho cô phải nín lặng. Cô nói, tôi sẽ đi tìm anh ấy ngay, sơ Edith ạ. Rồi quay lại phía bà mẹ, cô nói như để xin lỗi. Cháu chưa bao giờ có thể từ chối sơ Edith một điều gì, mà tối nay cháu không thể bắt đầu làm trái ý chị ấy được. Người bệnh lại nhắm mắt, buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Và cô bạn trẻ của nàng rời khỏi căn phòng nhỏ bé đã trở lại yên tĩnh. Bà đội trưởng vẫn nhiệt thành và âu lo cầu nguyện. Lồng ngực của người bệnh khò khè và người mẹ càng xích lại gần giường hơn nữa, như thể để che chở cho đứa con tội nghiệp của bà chống lại sự đau đớn và cái chết. Một lát sau, người bệnh nhìn chung quanh mình cũng với vẻ sốt ruột như ban nãy. Nhưng khi thấy chỗ ngồi của bạn mình bỏ trống, nàng hiểu rằng ý muốn của nàng đã được coi trọng và vẻ mặt của nàng dịu đi. Nàng không muốn nói gì nữa. Nàng cũng không trở lại trạng thái mê man nữa. Nàng tỉnh táo ra. Bỗng có tiếng một người nào đó đi vào nhà và bước qua gian phòng ngoài. Người bệnh hầu như nhõm dậy trên giường. Cô bạn của nàng ló mặt vào cánh cửa hé mở. Cô nói, tôi không dám vào ngay trong phòng, tôi mang theo nhiều hơi lạnh quá. Đội trưởng Anderson, chị ra đây một lát được không? Cô trông thấy ánh mắt đầy vẻ đợi chờ của người bệnh chăm chăm nhìn vào mình. Cô nói, tôi không sao gặp được anh ấy, nhưng tôi đã tìm được Gustafson và mấy đội viên cứu tế khác. Họ đã hứa với tôi sẽ đưa anh ấy đến. Gustafson đã hứa như vậy, và nếu có thể anh ấy sẽ được đưa đến đây. Cô chưa dứt lời thì người bệnh đã lại nhắm mắt và lại thiếp đi giữa những ảo ảnh đã thu hút nàng suốt cả ngày. Cô đội viên trẻ thì thầm, chị ấy nhìn thấy anh ta chắc. Trong giọng nói của cô lộ ra một vẻ gì như là sự bực bội. Xong cô vội sửa lại ngay. Lạy Chúa lòng lành vô cùng. Khi Chúa đã muốn như thế, điều đó chẳng bao giờ là một tai họa cả. Cô rón rén đi ra và bà đội trưởng đi theo cô. Một người đàn bà đang đứng ở phòng ngoài. Chị ta chưa quá 30 tuổi, nhưng da mặt chị xám xịt và nhăn nheo, dường như là bị một bàn tay thô bạo vò cho nhàu nát.
Tóc chị thưa và người gầy đét đến nỗi nhiều cụ già còn có vẻ trẻ hơn khi đứng cạnh chị. Hơn nữa, chị ăn mặc rách rưới đến nỗi người ta thật sự ngờ rằng chị cố tình ăn mặc như vậy để đi ăn xin. Bà đội trưởng đội quân cứu tế ngắm người đàn bà này và bỗng thấy lòng rộn lên một mối lo sợ. Không phải vì quần áo chị ta rách rưới thảm hại, cũng không phải chị ta già trước tuổi làm cho người ta sợ hãi, chính là vì nét mặt đờ đẫn chết cứng của chị ta. Đó là một con người cũng đi lại, cử động như mọi người khác, nhưng hoàn toàn không hay biết gì cả. Hình như chị đã đau khổ quá nhiều đến nỗi linh hồn chị dừng lại trước một nơi như là một ngã tư đường, có thể trong phút chốc chìm vào điên dại. Cô sơ trẻ giải thích: đây là vợ của David Holm. Khi tôi đến nhà họ để tìm anh ta thì gặp chị ấy như vậy. Anh ta đi vắng, chị ấy ở nhà một mình và không thể trả lời được những câu hỏi của tôi. Tôi không dám để chị ấy ở lại đấy, thế là tôi đưa chị đến đây. Bà đội trưởng kêu lên: vợ của David Holm? Chắc chắn là tôi đã có lần gặp chị ta rồi, nhưng tôi không nhận ra chị ta. Có chuyện gì xảy ra cho chị ấy thế nhỉ? Cô sư trẻ trả lời với một cử chỉ giận dữ bất lực: chuyện gì xảy ra cho chị ấy à? Tôi tưởng cứ nhìn là biết ngay thôi. Chồng chị ta đang giết chị ta chết lần chết mòn. Bà đội trưởng vẫn nhìn người đàn bà tội nghiệp. Đôi mắt chị ta trợn trừng, hai con người bất động một cách bướng bỉnh. Những ngón tay chị ta móc xoắn lại với nhau, và lâu lâu đôi môi chị ta lại run rẩy một cách yếu ớt. Bà đội trưởng hỏi: lạy Chúa, anh ấy đã làm gì chị ta thế kia? Tôi chẳng biết gì cả, chị ta không thể trả lời tôi được. Khi tôi đến, chị ta cũng run rẩy như thế. Mấy đứa con chị không có nhà và chẳng có một ai để hỏi thăm cả. Ôi lạy Chúa, lạy Chúa, làm sao mà mọi việc lại xảy ra đúng ngày hôm nay? Làm sao tôi có thể chăm sóc chị ta khi bụng dạ tôi chỉ còn nghĩ tới sơ Edith thôi? Có lẽ anh ta đã đánh chị ấy. Ồ, chắc còn phải tệ hơn thế nữa. Tôi đã nhiều lần thấy những người vợ bị đánh, họ không bao giờ có vẻ mặt như thế này. Không, không, chắc hẳn là có một điều gì trầm trọng hơn thế. Cô nhắc lại với một vẻ khủng khiếp mỗi lúc một tăng thêm. Chúng ta đã thấy trên vẻ mặt của sơ Edith một điều gì khủng khiếp đang xảy ra ở đây. Bà đội trưởng kêu lên: thật thế, đó chính là điều mà sơ Edith đã nhìn thấy. Đội ơn Chúa là sơ Edith đã nhìn thấy được điều đó và sơ đã đến kịp. Sơ Maria, xin ngợi ca và cảm tạ Chúa. Chắc hẳn rằng Chúa muốn chúng ta cứu chị ấy khỏi bị mất trí. Nhưng tôi làm gì được cho chị ấy bây giờ? Dắt tay chị ấy đi theo, nhưng nói thì chị ấy chẳng nghe thấy gì cả. Linh hồn chị ấy đã bay đi mất rồi. Làm sao bắt lại được và trả linh hồn cho chị ấy? Tôi chẳng có quyền lực gì đối với chị ấy cả. Có lẽ chị làm thì kết quả hơn, đội trưởng ạ. Người phụ nữ cao lớn đẩy đà, nắm lấy bàn tay của người phụ nữ tội nghiệp và nói với chị ta bằng một giọng khi thì dịu dàng, khi thì nghiêm khắc. Nhưng khuôn mặt khô héo tội nghiệp kia không tỏ ra hiểu được tí gì. Giữa lúc họ đang cố gắng một cách vô hiệu như vậy, thì mẹ của người bệnh ló đầu ra cửa. Bà nói: Edith đã trở nên lo lắng, hai chị vào xem sao. Hai đội viên cứu tế vội trở vào căn phòng nhỏ. Người ốm vật vã trên giường. Nàng vật vã có lẽ không phải vì đau đớn về thể xác, mà là do một nỗi lo lắng về tinh thần. Nhưng vừa nhìn thấy hai người bạn của mình ngồi ở chỗ cũ, nàng lại dịu đi ngay và nhắm mắt lại. Bà đội trưởng khẽ ra hiệu cho bạn mình ở lại bên người ốm, còn bà sắp sửa lẻn ra ngoài. Vừa lúc ấy, cánh cửa mở ra và vợ của David Holm bước vào. Chị ta đi thẳng đến giường và dừng lại. Đôi mắt dại đờ, người run rẩy như lúc nãy, và những ngón tay khô cứng đan xoắn vào nhau làm cho các khớp xương kêu răng rắc. Một lúc lâu, chị ta hình như không trông thấy gì, nhưng dần dần đôi mắt chị ta bớt đờ đẫn. Chị ta hơi cúi xuống phía trước và từ từ xích lại gần khuôn mặt Edith. Bỗng nhiên chị ta có một vẻ đe dọa hung dữ. Những ngón tay chị rời ra và uốn cong lại như những cái vuốt. Hai người đội viên cứu tế chồm dậy, sợ người đàn bà mất trí sẽ vồ lấy người con gái đang hấp hối. Lúc ấy,
Cô sơ bé nhỏ mở mắt ra, trông thấy con người đáng sợ khốn khổ nửa điên nửa dại kia. Nàng ngồi nhổm dậy trên giường và đặt hai cánh tay ôm quanh cổ chị. Nàng kéo chị ta về phía mình với tất cả sức lực mà nàng còn có thể có được và hôn lên mặt, lên má, lên trán, lên mắt chị ta và thì thào. Ôi, chị hôn tội nghiệp, chị hôn tội nghiệp. Người đàn bà khốn khổ mới đầu như có vẻ muốn gỡ ra khỏi vòng tay của bạn, nhưng đột nhiên người chị ta run lên. Chị ta òa khóc và sụp quỳ xuống cạnh giường, đầu vẫn ấp vào má người hấp hối. Bà đội trưởng ngây ngất thầm thì: chị ta khóc, Sơ Maria, chị ta khóc. Thế là chị ta đã được cứu thoát. Cô đội viên cứu tế trẻ tuổi nắm chặt chiếc khăn tay đẫm nước mắt và thì thầm, cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ cho giọng nói được bình tĩnh. Chỉ có Sơ Edith mới có thể làm được những chuyện như vậy, đội trưởng ạ. Khi chị ấy không còn nữa thì chúng ta sẽ ra sao? Vừa lúc ấy, họ bắt gặp cái nhìn khẩn khoản của bà mẹ. Bà đội trưởng nói: vâng vâng, chúng tôi sẽ đưa chị ấy đi. Vả chăng không nên để chồng chị ấy gặp chị ấy ở đây? Không, Sơ Maria, Sơ cứ ở lại với bạn của Sơ. Bà nói tiếp khi thấy cô đội viên cứu tế trẻ tuổi định ra khỏi phòng. Tôi sẽ chăm nom người đàn bà tội nghiệp này. Chương 2. Cũng trong buổi chiều cuối năm này, nhưng muộn hơn, lúc đêm đã buông xuống, ba người đàn ông ngồi uống bia và rượu trắng trong cái công viên nhỏ bao quanh ngôi nhà thờ thành phố. Họ ngồi trên một bãi cỏ héo, dưới mấy cây đoạn có cành màu đen lấp lánh ướt. Họ đã qua buổi tối trong một quán rượu nhỏ, và khi quán đóng cửa, họ kéo đến đây ngồi uống rượu ngoài trời. Họ thừa biết đêm nay là đêm lễ thánh Sylvester. Chính vì thế mà họ đến ngồi ở công viên nhà thờ. Họ muốn gần cái đồng hồ, nghe 12 tiếng chuông nửa đêm và chạm cốc mừng năm mới. Chỗ họ ngồi không tối, những bóng đèn điện hình cầu mắc cao ở những đường phố gần đấy chiếu ánh sáng xuống công viên. Hai người trong số họ đã có tuổi và tàn tạ. Hai kẻ lang thang già dày dạn mò vào thành phố trong những ngày lễ này, đem những đồng xu thảm hại đi ăn xin góp nhặt được để mua rượu uống. Người thứ ba là một người đàn ông trạc ngoài 30 tuổi. Anh ta cũng ăn mặc thảm hại như hai người kia, nhưng vóc người cao lớn và có thân hình đẹp. Cuộc sống hình như chưa đánh gục được sức lực của anh ta. Họ sợ cảnh sát phát hiện và xua đuổi, nên ngồi sát lại với nhau và nói chuyện thì thào. Người trẻ tuổi hơn đang nói, hai người kia chăm chú nghe, đến nỗi có lúc quên cả uống rượu. Phải, trước kia tôi có một thằng bạn nối khố. Anh ta nói, giọng trầm xuống gần như bí hiểm. Một tia sáng hóm hỉnh lóe lên trong đôi mắt. Và cứ đến ngày cuối năm là thằng bạn nối khố ấy của tôi trở nên khác hẳn. Không phải là hắn bận tính toán tiền nong gì, hoặc phải kêu ca phàn nàn gì về việc lỗ lãi trong năm. Không, hắn nghe người ta nói rằng có một điều gì nguy hiểm mà hung dữ có thể xảy đến với hắn trong ngày hôm ấy. Tôi quả quyết với các anh rằng hắn lầm lì và lo lắng suốt cả ngày, và ngay đến cốc rượu cũng không dám ngó đến. Thường thường hắn không phải là người rầu rĩ, nhưng đến đêm lễ thánh Sylvester thì tôi không thể nào lôi hắn đến một cuộc vui nhỏ như thế này, cũng như các bạn không thể nào chạm cốc với quan thống đốc vậy. Các anh muốn hỏi rằng hắn sợ cái gì ư? Hắn không đi rêu rao điều ấy cho mọi người biết. Nhưng có một lần hắn đã thổ lộ với tôi. Nhưng có lẽ các anh chẳng thích nghe câu chuyện này vào đêm nay đâu nhỉ? Ở trong cái công viên nhà thờ, người ta thấy có phần không được thoải mái
Ở nơi này chắc chắn ngày xưa là một cái nghĩa địa. Các anh có thấy thế không? Hai kẻ lang thang liền cam đoan rằng họ chẳng sợ ma, nên bạn của họ nói tiếp. Bố mẹ của hắn nhà giàu, hắn đã theo học một thời gian ở Đại học Upsan, cho nên hắn hiểu biết hơn chúng ta nhiều. Và các anh hãy tưởng tượng rằng hắn ở yên như vậy trong ngày cuối năm là chỉ vì hắn sợ bị lôi kéo vào một cuộc ẩu đả hay bị một tai nạn gì đó làm cho hắn có thể bị mất mạng. Hắn chỉ sợ phải chết vào ngày hôm đó, vì hắn tin rằng nếu bị chết vào ngày hôm đó thì sẽ bị buộc phải đi đánh xe bò cho thần chết. Hai kẻ lang thang đồng thanh nhắc lại với giọng dò hỏi. Đánh xe bò cho thần chết? Gã đàn ông cao lớn thích thú gợi trí tò mò của họ bằng cách lên giọng trịnh trọng hỏi họ rằng dù thế nào đi chăng nữa thì họ có nhất quyết nghe chuyện này ở chỗ họ đang ngồi hiện nay hay không? Nhưng hai người kia cứ thúc anh tiếp tục kể. Vậy thì thằng bạn của tôi cho rằng có một chiếc xe bò cũ kỹ, kiểu như xe nông dân dùng để chở thực phẩm đi chợ. Nhưng mà nó cũ kỹ hư nát đến nỗi cái xe ấy chẳng bao giờ dám ló mặt ra trên những con đường lớn. Cái xe ấy lấm bê bết bùn và bụi bặm, đến nỗi người ta không còn biết được nó làm bằng gì. Một chiếc trục đã gãy, còn vành bánh xe thì lúc la lúc lắc. Những bánh xe này không bao giờ được tra dầu mỡ, nên kêu khót két đến kinh người. Thùng xe đã mục, đệm ghế rách toát. Một con ngựa già chột, chân đi khập khiễng, bờm và đuôi đã lốm đốm bạc, kéo lê cái xe tàn này. Lưng nó gầy đến nỗi xương sống nó nhô lên như một cái lưỡi cưa. Xương sườn thì đếm được từng chiếc, bốn vó đã bị cứng khớp đến một nửa. Nó lười nhác mang bộ yên cũ kỹ bạc phích vá víu bằng những sợi dây và cành liễu, không còn một thứ trang trí bằng bạc nào cả, chỉ có những túp len lơ thơ bẩn thỉu và những dây cương thì thắt nút và khâu nối nhiều chỗ, rất tương xứng với bộ yên. Anh ta dừng lại và với tay nắm lấy chai rượu để cho những người nghe chuyện của mình có đủ thời giờ hiểu được. Anh ta nói tiếp. Có lẽ các anh không thấy như vậy là tuyệt diệu, nhưng lại còn người đánh xe nữa. Lão ta ngồi còng lưng và ủ rũ trên cái ghế nát. Mùi lão tím đen, mặt tái mét, mắt lờ đờ như những chiếc gương đã mờ hết nước thủy. Lão khoác một chiếc áo choàng không có tay, rộng, màu đen, với một cái mũ trùm đầu kéo đến tận mắt. Và lão cầm trong tay một chiếc hái, cán dài, rỉ và cùn. Bởi vì các anh biết không, con người ấy không phải là người đánh xe bình thường. Lão ta phục dịch một vị chúa tể lớn, nghiêm khắc, mệnh danh là thần chết. Ngày đêm lão ta đi khắp nơi để làm nhiệm vụ. Có người nào sắp chết là lão đến ngay trên chiếc xe bò cọt kẹt của lão. Con vật khập khiễng khốn khổ của lão chạy nhanh được bao nhiêu thì lão đến nhanh được bấy nhiêu. Người kể chuyện dừng lại và nhìn mặt hai kẻ lang thang. Họ nghe rất chăm chú và anh ta kể tiếp. Các anh chắc đã thấy những bức tranh vẽ thần chết. Bao giờ cũng thấy thần chết đi bộ. Cho nên người đánh xe bò mà tôi nói đây không phải chính thần chết, mà chỉ là đầy tớ của thần chết mà thôi. Các anh hiểu rằng một nhân vật lớn như vậy chỉ thèm thu hoạch một vụ mùa tốt đẹp nhất, còn người đánh xe bò chỉ được giao cho nhặt nhạnh những gọc cỏ thảm hại và những cây thuốc mọc ở mép hố. Nhưng đây mới là điều ly kỳ nhất trong tất cả câu chuyện này. Ít ra thì cũng hình như là mặc dù xe cộ ngựa nghẽo tồi tàn thì vẫn là một trong những người đánh xe bò, không phải bao giờ cũng là người đó. Người chết cuối cùng trong năm, người trút linh hồn đúng vào lúc chuông đồng hồ đánh 12 tiếng nửa đêm, đó là người được số phận định sẵn phải là người đánh xe bò cho thần chết. Thể xác của người ấy sẽ được chôn cất như tất cả những người chết khác, nhưng linh hồn y sẽ bị buộc phải đội chiếc mũ trùm đầu và phải cầm cái hái để đi từ nhà người chết này đến nhà người chết nọ trong suốt cả năm, cho đến khi một người khác đến thay phiên cho y vào ngày lễ thánh Sylvester. Người kể chuyện dừng lại và đưa mắt nhìn hai người đàn ông bé nhỏ với một cái nhìn chờ đợi, hóm hỉnh. Anh ta nhận thấy họ ngửa cổ ra đằng sau để cố nhìn, nhưng chẳng nhìn thấy đồng hồ chỉ mấy giờ. Anh ta nói tiếp. Chuông đồng hồ vừa điểm 11 giờ 3 khắc. Như vậy là thời điểm nguy hiểm chưa đến, chưa có nguy cơ gì đâu. Nhưng bây giờ các anh hiểu rằng thằng bạn tôi sợ cái gì rồi chứ?
hắn sợ phải chết vào đúng lúc giao thừa và trở thành người đánh xe bò cho thần chết. Tôi cho rằng suốt cả ngày, hắn cứ tưởng tượng như nghe thấy tiếng xe bò kêu cót két chạy lộc cộc trên những phiến đá lát đường. Và các anh biết không, hắn hình như đã chết năm ngoái vào đúng buổi tối, ngày lễ Thánh Sylvester. Vào đúng lúc nửa đêm à? Tôi chỉ biết hắn chết vào buổi tối, còn giờ nào thì không rõ. Vả lại, tôi cũng có thể đoán trước cho hắn biết rằng hắn sẽ chết đúng vào ngày hôm ấy, vì hắn cứ luôn bị điều ấy ám ảnh. Nếu các anh cũng bị một ý nghĩ như vậy len vào tâm trí, các anh cũng rất có thể sẽ đi tong. Hai người đàn ông rách rưới mỗi người nắm lấy một cổ chai, tu một ngụm mạnh ra trò, làm cho họ thêm mạnh bạo. Uống xong, chậm chạp và lảo đảo, họ bắt đầu đứng dậy. Thế nào? Các anh định bỏ rơi tôi trước giờ giao thừa và không chạm khóc với nhau à? Người kể chuyện kêu lên và bắt đầu hối hận vì hậu quả của câu chuyện mình vừa kể. Cái câu chuyện ba lăng nhăng cũ rích này mà các anh cũng cho là quan trọng đến thế ư? Thằng bạn tôi vừa nói chuyện với các anh ấy, hắn có phần nhu nhược. Các anh thấy đấy, hắn không như chúng mình đây, gốc gác Thụy Điển kỳ cựu. Thôi nào, làm thêm một ngụm nữa, ngồi xuống đi chứ. May làm sao mà họ để chúng mình yên, anh ta nói tiếp khi họ đã ngồi lại xuống đất. Đây là nơi đầu tiên tôi được yên ổn trong ngày hôm nay. Còn ở khắp các nơi khác, nơi nào tôi cũng bị các cô đội viên cứu tế quấy nhiễu. Họ muốn đưa tôi đến gặp một người trong bọn họ là Sir Edith đang hấp hối. Tôi đã từ chối. Tôi chẳng thiết gì nghe những lời thuyết giáo và cái giọng sùng đạo ỏn ẻn của họ. Chắc chắn là chẳng có ai tự nguyện đến với họ đâu. Hai người đàn ông bé nhỏ, mặc dù đầu óc đã rối tinh sau những cốc rượu đầy tràn, vẫn giật mình khi nghe nói đến tên Sir Edith. Họ hỏi, có phải là người chủ trì ở trung tâm cứu tế hay không? Người trẻ tuổi trả lời, phải phải, mùa đông này tôi đã vinh dự được cô ấy đặc biệt chú ý. Tôi hy vọng cô ấy không phải trong số những người bạn thân thiết của hai anh. Và cái tang cô ấy đối với các anh sẽ không quá đau đớn nhỉ? Chắc hẳn, trong trái tim của hai người già lang thang này còn giữ lại kỷ niệm của Sir Edith. Vì cả hai cùng đồng thanh tuyên bố một cách cương quyết rằng nếu Sir Edith đã gọi người nào thì người ấy phải đến để cho cô ta gặp. Người bạn thứ ba đáp lại, các anh nghĩ như vậy à? Tôi sẽ đến nếu các anh nói cho tôi biết Sir Edith gặp tôi thì sẽ được lợi lộc gì. Hai kẻ lang thang, chẳng người nào thử tìm cách trả lời câu hỏi này. Họ chỉ tiếp tục giục anh kia phải đi. Và thấy anh này cứ từ chối mãi, lại còn chế giễu họ, họ bèn nổi cáu đến mức dọa sẽ nện anh ta nếu anh ta không vui lòng đi gặp Sir Edith. Họ lại còn đứng lên, xắn tay áo, trong tư thế sẵn sàng thực hiện lời đe dọa của mình. Đối thủ của họ tin chắc mình là kẻ cao lớn nhất và khỏe mạnh nhất trong thành phố này, lấy làm thương hại cho hai kẻ thân tàn ma dại đáng thương kia. Anh ta nói, nếu nhất thiết phải đánh nhau thì tôi sẵn sàng, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cố gắng thỏa thuận với nhau được, nhất là vì việc này lại quan hệ đến cái chuyện tôi vừa kể với các anh lúc nãy. Hai người say rượu có lẽ không còn hiểu tại sao họ lại nổi giận, nhưng cái máu thích ẩu đả của họ đã bị kích thích và họ xông vào đấm đá anh ta. Anh này tự tin ở ưu thế của mình đến nỗi cứ ngồi không thèm đứng dậy. Anh ta chỉ đưa tay gạt họ ra và xô họ ngã sang bên phải và bên trái như hai con chó con. Nhưng cũng như những con chó con, họ lại xông vào tấn công và một trong hai người đã tống được một cú khá mạnh vào giữa ngực anh chàng cao lớn. Lát sau, người trẻ tuổi cảm thấy có cái gì nóng nóng dâng lên cổ họng và trào ra đầy mồm. Vì anh ta biết một lá phổi của mình đã bị tổn thương một nửa, nên hiểu rằng mình bị thổ huyết. Anh ta thôi không chống cự nữa và nằm vật xuống đất, trong khi máu ống ọc phun ra khỏi mồm. Điều đó đã là rất trầm trọng rồi, nhưng cái làm cho tai họa hầu như không thể nào cứu chữa được, đó là hai kẻ lang thang kia, khi cảm thấy có một tia máu nóng bắn vào tay mình và thấy đối thủ nằm sóng xoài dưới đất, tưởng rằng họ đã giết chết anh ta, bèn bỏ chạy. Một lát sau, cơn thổ huyết ngừng lại, thật thế. Nhưng anh ta chỉ hơi cố sức để đứng dậy, thì máu lại ọc ra.
Đêm nay không rét lắm, nhưng nằm sóng xoài trên đất, người đàn ông cảm thấy hơi lạnh thấm vào người. Anh ta hiểu, nếu không có ai đến cứu thì mình đi đứt. Cái công viên này gần như là ở trung tâm thành phố, và đêm nay là lễ thánh Sylvester. Ngoài đường có nhiều người đi lại, nên anh ta nghe thấy tiếng người đi trên con phố xung quanh nhà thờ, nhưng không ai đi vào khu vườn này cả. Thật là đau xót khi nghe được tiếng chân và giọng nói của họ, mà lại có lẽ sẽ chết ngay bên cạnh họ. Anh ta chờ một lúc nữa, nhưng bị hơi lạnh đâm buốt vào người và không đủ sức đứng lên được. Anh ta quyết định lên tiếng kêu cứu. Lại một lần nữa không may cho anh ta, vì đúng lúc anh ta cất tiếng kêu thì đồng hồ trên tháp chuông bắt đầu đánh 12 tiếng. Tiếng kêu tội nghiệp của con người bị chìm vào làn sóng âm thanh của chiếc chuông đồng và chẳng ai nghe thấy được. Vì gắng sức, cơn thổ huyết lại tiếp tục, mạnh đến mức anh ta sợ sẽ hết máu. Ta sẽ chết đúng vào lúc chu niệm giao thừa sao? Anh ta tự bảo, và cùng lúc đó anh ta cảm thấy mình liệm đi. Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, báo hiệu năm mới bắt đầu, anh ta chìm vào bóng tối đen ngòm và không còn hay biết gì nữa. Chương 3. Đồng hồ vừa điểm tiếng cuối cùng xong, một tiếng cọt kẹt, lạc điệu và chói tai xuyên qua không khí. Tiếng cọt kẹt vang lên cách quãng, như là phát ra từ một chiếc bánh xe khô dầu. Nhưng đó là một tiếng kêu xé tai và khó chịu đến nỗi một chiếc xe tồi tàn nhất cũng không thể phát ra tiếng kêu như vậy. Tiếng kêu ấy gây ra sự lo âu. Nó làm thức dậy như một mối linh cảm về tất cả những nỗi khổ ải và đau đớn mà người ta có thể tưởng tượng được. Cũng may mà, phần đông những người thức đón giao thừa không nghe được tiếng cọt kẹt ấy. David Holm, sau cơn thổ huyết dữ dội, giãy dụa và thử cố tỉnh lại. Anh ta nghe thấy hình như có một cái gì đánh thức anh ta, giống như tiếng kêu xé tai của một con chim bay qua đầu. Nhưng anh ta bị giữ chặt trong cơn tê cống, không thể nào dứt ra được. Chẳng bao lâu, anh ta biết chắc rằng không phải là tiếng chim kêu. Đó là chiếc xe bò cũ kỹ của thần chết mà anh ta đã kể chuyện cho hai kẻ lang thang nghe. Chiếc xe đang đến gần và đang đi qua công viên nhà thờ, kêu cọt kẹt và rên rỉ. Nhưng mặc dù đang nửa tỉnh nửa mê, anh ta cũng gạt bỏ cái ý nghĩ về chiếc xe của thần chết. Chẳng qua là vì lúc nãy anh ta nghĩ đến nó nhiều quá, nên bây giờ tưởng tượng thấy tiếng kêu của nó đấy thôi. Anh ta liệm đi, và tiếng cót két bướng bỉnh lại vang lên xé không khí. Đúng là tiếng một chiếc xe. Không phải điều tưởng tượng mà chính là sự thật. Thế là anh ta lại muốn thoát ra khỏi tình trạng tê cống. Trước hết, anh ta nhận thấy mình vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ và không có ai đến cứu. Tất cả vẫn như cũ, chỉ có thêm tiếng kêu cót két chói tai, lặp đi lặp lại. Tiếng kêu có vẻ phát từ xa, nhưng nó mạnh xé tai đến nỗi anh ta không còn nghi ngờ gì là nó đã đánh thức anh ta dậy. Anh ta tự hỏi, không biết mình đã ngất đi lâu chưa? Chắc là không lâu. Những người đi qua gần đấy đang gọi nhau và chúc nhau năm mới. Do đó anh ta kết luận rằng, giao thừa chỉ vừa mới điểm mà thôi. Tiếng cọt kẹt vẫn cứ vang lên, và vì David Holm vốn ghét những tiếng kêu chói tai, nên anh ta rất muốn đứng dậy để đi ra khỏi chỗ này. Anh ta sẽ thử xem sao. Bây giờ anh ta đã thức dậy rồi thì không thể nói trong phổi anh ta đang có một vết thương rộng hoác. Anh ta còn không thấy rét vì hơi lạnh ban đêm, và anh ta có cảm giác về cơ thể anh ta y như chúng ta có cảm giác về cơ thể của mình khi khỏe mạnh. Anh
anh ta vẫn nằm nghiêng như lúc anh ta nằm vật xuống khi bắt đầu thổ huyết. Anh định nằm ngửa ra để xem cơ thể bị đau ê ẩm của mình có thể chịu đựng được như thế nào. Anh ta nghĩ, trước hết ta sẽ chống cùi tay để ngồi dậy thật nhẹ nhàng, rồi ta sẽ lật người và sẽ lại nằm xuống. Mỗi khi ta nghĩ rằng ta sẽ làm việc này việc nọ, thường thường ta thấy việc ấy thực hiện ngay. Nhưng lần này thì một điều kỳ lạ xảy ra. Cơ thể anh ta vẫn bất động và không chịu làm những động tác mà anh ta ra lệnh. Hay là vì nằm yên một chỗ quá lâu nên cơ thể anh ta đã bị lạnh cứng. Nhưng nếu như vậy thì anh ta chết rồi. Mà anh ta thì đang sống vì anh ta nghe được và thấy được. Vả lại, thời tiết lúc này không phải là lúc băng giá. Những giọt nước trên cây vẫn rơi xuống đầu anh ta. Anh ta quá bận tâm đến sự tê liệt lạ lùng này của cơ thể, nên trong một lúc, anh ta quên bẵng mất tiếng cọt kẹt gớm ghiếc kia. Nhưng bây giờ anh ta lại nghe thấy nó. Nó đang đến gần. Nghe rõ tiếng cỗ xe đang từ từ đi xuống phố lớn. Và chắc chắn đó là chiếc xe cà khổ cũ kỹ thảm hại. Vì không những người ta nghe thấy tiếng bánh xe cọt kẹt, tiếng thùng gỗ răng rắc, mà còn nghe thấy tiếng con ngựa đi một bước lại trượt và vấp trên đường phố trơn nhầy. Chắc hẳn chiếc xe bò của thần chết mà người bạn cũ của anh ta vô cùng kinh sợ cũng không thể gây nên nhiều tiếng ồn ào hơn thế. Anh ta tự bảo, này cái lão David Holmes, nói chung mày chẳng ưa gì cảnh sát, nhưng nếu lần này cảnh sát vui lòng can thiệp để chấm dứt cái tiếng inh ỏi này đi, ta sẽ biết ơn họ đấy. David Holmes vẫn thường tự khoe mình là người vui tính, nhưng cái tiếng cọt kẹt này cộng thêm tất cả những gì đã xảy với anh ta vào đêm nay làm cho anh ta bực bội cáu kỉnh. Anh ta mơ hồ cảm thấy lo sợ bị người ta tìm thấy ở trong tình trạng như thế này, tê liệt như một người chết, và biết đâu sẽ bị đem khâm liệm và đem chôn. Ta sẽ nghe thấy tất cả những gì người ta nói xung quanh thi hài ta, và đó có lẽ là những điều cũng khó nghe như tiếng cọt kẹt này. Điều đó làm anh ta nghĩ tới sệ đi, không phải với ý hối hận, mà với một sự bực bội mơ hồ. Như thể là bằng một cách nào đó, cô ta đã thắng được anh. Bỗng nhiên anh ta ngừng lại và chăm chú lắng nghe một lúc lâu. Đúng rồi, cỗ xe đã đi đến tận cuối phố lớn, nhưng không rẽ ra quảng trường. Con ngựa không còn lọc cọc trên những phiến đá lát đường gồ ghề nữa, mà đang dẫm lên một lối đi rải cát. Nó đến từ phía nhà thờ. Nó đã đi vào công viên. Sung sướng vì sắp được cứu giúp, anh ta lại cố sức một lần nữa để nhõm dậy. Nhưng kết quả vẫn như cũ, chỉ có ý nghĩ của anh ta hoạt động mà thôi. Ngược lại, anh ta nghe thấy rất rõ tiếng xe cũ kỹ lại gần. Khung xe kêu răng rắc, trục xe cọt kẹt. Cái xe cà khổ thảm hại kia liệu có đến được tận chỗ anh ta nằm không? Chiếc xe tiến lại cực kỳ chậm chạp, làm cho nỗi sốt ruột của con người khốn khổ càng tăng thêm. Mà nó là xe gì mà lại đang nửa đêm đi vào công viên nhà thờ? Người đánh xe đi vào con đường này hẳn phải say rượu, có lẽ say bí tỉ nên khó mà cứu giúp được ai. Bây giờ chắc là chiếc xe đã đến ngay bên cạnh anh ta. Tiếng cọt kẹt kinh khủng làm cho David Holmes xúc động và nản lòng. Anh ta tự bảo, tối nay mình thật là suối quẩy, bây giờ lại sắp thêm một tai họa mới. Đây chắc phải là một chiếc xe bò rất nặng, hay là một chiếc xe lu, nó sắp cán bẹp mình. Lát sau, cuối cùng David Holmes nhìn thấy chiếc xe xít bao mong đợi này. Và mặc dù nó chẳng phải là chiếc xe lu cán đường, anh ta cũng sợ nhũn người ra. Vì anh ta không thể đảo được đôi mắt, cũng như không thể cử động được các phần còn lại của cơ thể, nên anh ta chỉ nhìn thấy những gì ở ngay trước mặt mình mà thôi. Chiếc xe cọt kẹt từ phía bên cạnh đi đến, dần dần hiện ra. Trước hết là cái đầu của một con ngựa già với lông bờm màu trắng, mù hoặc chột, quay về phía anh ta với một con mắt lờ đờ. Rồi đến thân trước của nó
với bộ yên vá víu bằng những sợi dây thừng, rồi đến cả người con vật gầy sơ, cuối cùng là một chiếc xe bò cũ kỹ hư nát với đôi bánh xe lỏng lẻo, với chiếc ghế dài lắc la lắc lư. Người đánh xe ngồi trên ghế dài, bộ dạng của y hoàn toàn giống như hình ảnh mà David Holmes đã tả cho các bạn anh nghe lúc nãy. Hai sợi dây cương y nắm ở tay toàn là những nút thừng thắt lại. Y đã kéo sụp cái mũ trùm đầu xuống tận mắt. Lưng y còng còng, như thể bị một sự mệt mỏi thường xuyên đè nặng lên. Khi David Holmes bị ngất đi sau cơn thổ huyết dữ dội, anh ta thấy hình như linh hồn mình đã lìa bỏ mình, như một ngọn lửa bị thổi tắt. Bây giờ thì không như vậy nữa, vì bây giờ anh ta thấy hình như linh hồn mình đang bị lắc, bị khuất, bị vặn xoắn lại. Tất cả những gì xảy ra trước khi chiếc xe đi đến lẽ ra phải chuẩn bị cho anh ta chứng kiến một chuyện gì phi thường, nhưng anh ta không muốn cho tâm trí mình bị bận bịu vì chuyện đó. Và giờ đây, khi anh ta thấy trước mắt mình những cảnh hiện ra từ một chuyện cổ tích quái dị, anh sửng sốt cả người. Cái này sẽ làm cho ta phát điên lên mất. Giữa cơn thác loạn, anh ta tự bảo mình như vậy. Không những thể xác của ta sẽ bị nguy, mà cả lý trí của ta cũng thế. Vừa lúc ấy, anh ta nhìn thấy mặt người đánh xe bò và cảm thấy mình được cứu thoát. Con ngựa đã dừng lại và người đánh xe nhổm lên như vừa thức dậy từ một giấc mơ. Y hất ngược cái mũ trùm đầu lên với một cử chỉ vô cùng mệt mỏi và đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một vật gì. David Holmes bắt gặp cái nhìn của y và nhận ra người bạn cũ. Anh ta thầm kêu lên: "George đấy à." Hắn ăn mặc lôi thôi kỳ cục, nhưng đúng là hắn thật. Lâu nay hắn ở nơi quái nào thế nhỉ? Có lẽ ít nhất đến một năm nay mình không gặp hắn. Nhưng George là một người rảnh rang, không vợ, không con. Hắn có vẻ như từ xa đến, có lẽ ở tận Bắc Cực về. Nom người nhợt nhạt và giá cống. Holmes chăm chú nhìn người đánh xe bò, vì có một vẻ gì xa lạ trên mặt y. Nhưng đó chỉ có thể là người bạn nối khố cũ, George, bạn rượu của anh ta. Anh ta nhận ra cái đầu to ấy, với cái mũi khoằm khoằm, hàng ria đen to tướng và bộ râu cằm nhọn hoắt. Một con người có cái đầu như vậy, cái đầu mà bất cứ một viên đội nào, nếu không nói là bất cứ một ông tướng nào cũng lấy làm tự hào. Một con người như vậy mà tưởng rằng người ta không nhận ra mình, dù ánh mặt như thế nào, thì thật là lầm to. David Holmes tiếp tục độc thoại. Thế nhưng mình đã nghe người ta kể rằng George đã chết trong một nhà thương ở Stockholm năm ngoái, đúng vào ngày cuối năm. Chắc chắn đó là một sự nhầm lẫn, vì chính hắn đang ở đây bằng xương bằng thịt. Chỉ cần thấy hắn nhổm dậy là biết ngay. Đích thị là George, với cái thân hình thảm hại không tương xứng chút nào với cái đầu hạ sĩ của hắn. Và lúc hắn từ trên xe bò nhảy xuống và cái áo choàng của hắn hé mở ra, thì mình nhìn thấy rõ hắn vẫn mặc chiếc áo đuôi tôm rách mướp dài đến tận gối. Cái tay George tội nghiệp này, áo cài khuy lên tận cổ như mọi khi, chiếc cà vạt đỏ dài lồng phồng dưới cằm, và cũng chẳng có ri lê, cũng chẳng có áo lót, y hệt như ngày xưa vậy. David Holmes cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Anh ta tiếp tục nói một mình: "Tớ mà khỏe lại, tớ sẽ cho lão George biết tay vì cái tội trêu tớ như thế này. Suýt nữa hắn làm tớ phát hoảng vì cái kiểu ăn mặc lố lăng của hắn." Chỉ có George mới nảy ra ý nghĩ sắm một chiếc xe bò và một con ngựa như vậy để đến tìm tớ như thế này. Tớ thì chẳng bao giờ bày ra được một trò như vậy. Bao giờ George cũng là bậc thầy của tớ về mọi mặt. Trong lúc ấy, người đánh xe bò đã đến gần người đàn ông nằm sóng xoài dưới đất. Y dừng lại và ngắm người này. Vẻ mặt của y nghiêm khắc và bất động. Chắc y không nhận ra người nằm trước mặt y. David Holmes tiếp tục: "Có một điều mà tớ không thể nào hiểu được trong chuyện này. Trước hết là làm sao mà hắn lại biết được rằng hai lão bạn kia đã cùng với tớ ngồi trên đám cỏ này. Rồi thì, mặc dù là với mục đích đến đây dọa cho chúng tớ một mẻ,
Làm sao hắn lại dám cải trang thành người đánh xe bò cho thần chết? Điều mà hắn rất đỗi kinh sợ. Người đánh xe bò cúi xuống David Holmes mà vẫn có vẻ như chưa nhận ra anh ta. Y thầm thị, kẻ khốn khổ này sẽ chẳng mấy vui lòng khi biết rằng hắn sắp phải thay phiên cho ta. Chống tay lên cái hái, y đưa sát hơn nữa mặt mình vào người nằm dưới đất và bỗng nhận ra anh ta. Thế là y cúi sát vào anh ta, hất mạnh cái mũ trùm đầu lên và nhìn vào tận đáy mắt người bạn cũ của mình. Y kinh hoàng kêu lên, ồ, đây là David Holmes. Thế mà trước đây ta chỉ có một lời cầu nguyện, đó là chuyện này đừng xảy đến cho ta. David, có thể nào lại là cậu đấy ư? Y vừa nói vừa ném cái hái xuống đất và quỳ bên cạnh David. Y nói tiếp với một giọng đau đớn và yêu thương, trong suốt cả năm nay tớ cứ mong mỏi có cơ hội nói với cậu một câu, chỉ một câu thôi, trước khi quá muộn. Có một lần tớ đã suýt gặp cái cơ hội ấy, nhưng cậu đã chẳng muốn cho tớ được gặp, nên tớ đã không thể đến với cậu được. Tớ đã hy vọng đạt được điều đó trong một giờ nữa, khi tớ đã hết hạn phục vụ và được rảnh rang. Nhưng mà cậu đã ở đây rồi, David ạ. Tớ không kịp báo cho cậu biết để mà đề phòng nữa. David Holmes rất đỗi ngạc nhiên nghe những lời này. Anh ta tự hỏi, thế nghĩa là thế nào? George nói như là hắn đã chết. Và hắn đã ở gần mình lúc nào mà lại không đến được với mình nhỉ? Nhưng chắc là hắn nói vậy cho thích hợp với cái điệu cải trang của hắn đấy thôi. Người đánh xe bò nói tiếp với một giọng run run xúc động. Tớ biết, David ạ, rằng do tớ mà cậu đến nỗi như thế này. Nếu cậu không gặp tớ, có lẽ cậu đã sống một cuộc đời yên ổn và lương thiện. Vợ chồng cậu có lẽ đã sung túc, vì cả hai người đều chịu khó làm ăn. Cậu có thể tin chắc, David ạ, trong suốt cả cái năm dài dằng dặc này, không có một ngày nào trôi qua mà tớ không lo lắng tự bảo rằng chính tớ đã làm cho cậu rời bỏ cuộc sống cần cù của cậu và nhiễm lấy những thói hư tật xấu này. Tha nồi. Y thở dài và vuốt lên mặt bạn. Tớ rất sợ rằng cậu đã lầm lạc nhiều hơn cả tớ có thể ngờ được. Nếu không như vậy, thì sao tớ lại có thể nhìn thấy xung quanh mắt và miệng cậu những dấu vết kinh khủng và khắc sâu như thế này? Tâm trạng của David Holmes bắt đầu chuyển thành sốt ruột. Thôi đừng đùa nữa, George. Anh ta nghĩ bụng mà vẫn không thể thốt lên một lời nào. Tốt hơn là cậu hãy đi tìm một người nào đó để giúp cậu khiêng tớ lên chiếc xe bò của cậu. Rồi thì đi đến nhà thương. Người đánh xe bò nói tiếp. Chắc cậu đã hiểu, David ạ, là năm nay tớ làm nghề gì. Tớ không cần phải nói thì cậu cũng biết là ai sẽ thay thế tớ cầm lấy cái hái này và nắm lấy dây cương này. Nhưng trong 12 tháng khủng khiếp đang chờ đợi cậu đây, cậu chớ bao giờ tự bảo rằng việc gặp cậu đêm nay là do ý muốn của tớ. Cậu tin chắc rằng nếu tớ được phép làm theo ý tớ, thì tớ đã tìm mọi cách để tránh cho cậu những điều mà tớ đã phải chịu đựng. David Holmes tự bảo, có lẽ tay sọt này đã phát điên hay sao ấy? Nếu không hắn phải hiểu rằng tính mạng của mình đang bị đe dọa, và để chậm phút nào là chết người phút ấy. Trong khi những ý nghĩ này thoáng qua đầu óc anh ta, người đánh xe bò nhìn anh ta với một nỗi buồn rầu vô hạn. Đừng nghĩ đến bệnh viện làm gì vô ích, David ạ. Khi tớ đã đến gần một người ốm, thì chẳng còn kịp đi tìm một thầy thuốc nào đâu. David nghĩ, hình như tất cả phù thủy và quỷ sứ đều kéo nhau ra để mà quấy hôm nay hay sao ấy. Khi mà cuối cùng có được một người để cứu giúp được mình, thì hắn phải là điên hoặc là độc ác quá mới để cho mình nghẽo. Người đánh xe bò tiếp tục nói, tớ muốn nhắc lại cho cậu nhớ một chuyện đã xảy đến với cậu vào mùa hè vừa qua, David ạ. Hôm ấy là một buổi chiều chủ nhật, cậu đi theo một con đường lớn chạy qua thung lũng rộng. Khắp xung quanh là cánh đồng lúa mì và những trang trại tươi đẹp với những mảnh vườn đầy hoa. Chiều hôm ấy ngột ngạt, giữa mùa hè đôi khi có những buổi chiều ngột ngạt như vậy. Và hình như cậu nhủ thầm rằng cậu là người độc nhất còn động đậy trong suốt cả vùng. Cả những con bò cái cũng đứng im trong những đồng cỏ,
không muốn ra khỏi bóng cây râm mát, không nhìn thấy một ai ở ngoài. Chắc hẳn người ta đã chui vào nhà để tránh cái nóng. Đúng như vậy, phải không David? Người đàn ông đồng ý trong thâm tâm của mình. Có thể là đúng như vậy. Duy có điều là tớ đã không biết bao nhiêu lần đi giữa trời nóng bức và giá rét, đến nỗi tớ không dễ dàng gì nhớ lại tất cả những cuộc đi dạo của tớ nữa. Vào cái lúc êm ắng nhất, David ạ, thì cậu nghe thấy một tiếng cọt kẹt trên đường cái. Cậu quay đầu lại, tưởng có chiếc xe nào, nhưng chẳng thấy gì cả. Cậu nhìn đi nhìn lại nhiều lần và cậu tự nhủ rằng đó là điều kỳ lạ nhất cậu gặp từ trước đến nay. Cậu nghe tiếng bánh xe cót két mà nghe rất rõ, nhưng tiếng động ấy từ đâu đến? Đang giữa ban ngày và xung quanh hoàn toàn im lặng nên không hề có tiếng gì lẫn vào át mất tiếng động ấy được. Cậu không hiểu làm sao lại có thể nghe thấy tiếng trục xe cót két mà chẳng nhìn thấy xe. Nhưng cậu không muốn thừa nhận rằng điều đó chẳng có gì là lạ kỳ cả. Lúc ấy, chỉ cần cậu chú ý suy nghĩ đến điều đó, thì tớ đã có thể hiện ra cho cậu thấy trước khi quá muộn. David Holmes chợt nhớ lại buổi chiều hôm ấy. Phải, anh ta đã nhìn kỹ vào đằng sau những hàng rào và dưới những cái hố, và đã tìm khắp mọi chỗ cái nguyên nhân gây ra tiếng động này. Cuối cùng cảm thấy khó chịu và bối rối, anh ta đã đi vào một cái trại để không nghe thấy tiếng động ấy nữa. Khi anh ta trở ra, tiếng động ấy đã chấm dứt. Người đánh xe bò nói tiếp, đó là lần duy nhất tớ nhìn thấy cậu năm vừa qua, và hôm ấy tớ đã làm mọi cách để cho cậu nhìn thấy tớ. Nhưng tớ chỉ có thể làm cho cậu nghe thấy tiếng xe của tớ mà thôi. Lúc ấy cậu đi như một thằng mù bên cạnh tớ. David Holmes nghĩ, điều hắn kể đúng đấy. Ít ra cũng đúng là mình đã nghe thấy tiếng cót két. Nhưng hắn muốn chứng minh điều gì ở đây? Làm sao hắn lại muốn cho mình tin rằng lúc ấy hắn đang đi đằng sau mình trên đường? Rất có thể là mình đã kể câu chuyện này cho ai đó rồi, và người đó lại kể cho George nghe. Lúc này người đánh xe bò cúi sát xuống anh ta và nói với anh ta bằng cái giọng mà người ta dùng để dỗ một đứa trẻ bị ốm. Cậu chớ băn khoăn vô ích. Không thể đòi hỏi cậu hiểu được cái gì đã xảy ra cho cậu. Nhưng cậu biết rất rõ rằng tớ, người đang nói chuyện với cậu đây, tớ không còn sống nữa. Cậu đã nghe nói đến cái chết của tớ, nhưng cậu không muốn tin. Và dù cậu có không biết tin tớ chết đi chăng nữa, cậu cũng đã thấy tớ đi đến đây, trên chiếc xe này. Một chiếc xe mà không một người còn sống nào đi cả. Y đưa ngón tay chỉ chiếc xe thảm hại dừng ở giữa lối đi. Không chỉ nhìn chiếc xe đâu, David ạ. Hãy nhìn cả cây cối ở đằng sau chiếc xe nữa. David Holmes tuân theo. Và lần đầu tiên anh ta buộc phải thú nhận rằng mình đang gặp một điều gì đó không thể giải thích được. Anh ta nhìn xuyên qua chiếc xe và thấy những cây cối như là nhìn xuyên qua một tấm vải mỏng. Người đánh xe bò nói, trước kia cậu đã nhiều lần nghe tớ nói, David ạ. Không thể nào cậu lại không thấy rằng bây giờ tớ đã nói một giọng khác trước. David Holmes lại buộc phải công nhận lời người đánh xe bò nói là đúng. George vốn có giọng nói hay, người đánh xe bò cũng có giọng nói như vậy, nhưng mặc dù giống nhau, âm sắc hoàn toàn khác hẳn. Nó vừa mảnh vừa thanh, nhưng không dễ dàng nghe thấy được. Người đánh xe bò giơ bàn tay ra, và David Holmes nhìn thấy một giọt nước trong suốt từ đám cành cây trên đầu họ rơi xuống, xuyên qua bàn tay ấy và rơi bẹp xuống đất. Dưới lối đi rải cát có một cành cây khô. Người đánh xe bò luồn lưỡi hái của y xuống dưới cành cây ấy, rồi đưa lưỡi hái lên, mà cành cây vẫn không động đậy. Người đánh xe bò nói, đừng tự tìm cách đánh lừa mình nữa, David ạ. Hãy cố mà hiểu thì hơn. Cậu trông thấy tớ và cậu nhận ra tớ, nhưng cái thể xác của tớ hiện nay chỉ có những người hấp hối và người chết mới nhìn thấy được. Tuy vậy, cậu đừng tưởng cái thể xác ấy không tồn tại. Cũng như thể xác của cậu và những người sống khác, nó dùng làm nơi trú ngụ cho một linh hồn. Nhưng nó không còn ở thể rắn, và nó cũng không còn trọng lượng. Cậu hãy cho rằng đó là một hình ảnh như cậu vẫn thường thấy trong những chiếc gương. Và cái hình ảnh này đi ra khỏi gương,
và nó nói được, nhìn được và cử động được. Ý nghĩ của David Hume không còn vùng lên nữa để đấu tranh chống lại một sự thật hiển nhiên. Anh ta nhìn thẳng vào sự thật và không tìm cách thoát khỏi sự thật ấy nữa. Đây là anh ta đang giao tiếp với hồn ma của một người đã chết. Còn chính thân thể của anh ta là một thi hài. Nhưng anh ta càng thừa nhận điều này thì một nỗi tức giận mạnh mẽ lại càng sôi sục trong lòng anh. Anh ta tự nhủ, ta không muốn chết. Ta không muốn chỉ còn là một hình ảnh, là không có gì nữa. Ta còn muốn có một quả đấm để tự vệ, một cái mồm để nói. Cơn điên giận dâng lên và dồn nén lại trong con người anh ta như một cơn giông tố tối đen và mờ mịt, chỉ còn chờ dịp để nổ bùng ra. Người đánh xe bò nói tiếp, tớ có một điều cầu xin cậu David ạ. Chúng mình trước kia là bạn tốt với nhau. Cậu biết rằng đến một lúc, đối với tất cả chúng ta, thể xác sẽ tàn tạ đi và linh hồn ở trong cái thể xác ấy buộc phải rời bỏ nó. Linh hồn ngập ngừng và run rẩy, lo sợ trước khi đi vào một thế giới chưa hề quen biết. Nó giống như một đứa trẻ đứng trên bãi biển, không dám thả mình vào những lớp sóng. Muốn cho linh hồn vượt qua bước cuối cùng, nó cần phải được nghe tiếng gọi của một người nào đã sống ở thế giới bên kia. Tớ đã là tiếng nói ấy trong suốt một năm. Và bây giờ đến lượt cậu là tiếng nói trong năm sắp đến. Điều tớ muốn yêu cầu cậu là đừng có chống lại cái đang chờ cậu, mà hãy vui lòng phục tùng nó. Nếu không, cậu chỉ có đưa lại cho cả cậu và tớ những nỗi đau khổ lớn lao mà thôi. Người đánh xe bò bắt đầu cúi đầu xuống để tìm gặp đôi mắt của David Hume. Nhưng y vội ngẩng lên như là bị cái nhìn thách thức và giận dữ của anh ta làm cho hoảng sợ. Giọng khẩn khoản. Cậu nên biết, David ạ, rằng cậu không thể trốn tránh được việc này đâu. Tớ còn chưa biết rõ cuộc sống ở bên kia nấm mồ này ra sao. Bởi vì tớ còn ở lại trên đường ranh giới. Nhưng tớ biết rằng không có chiếu cố miễn giảm gì cả. Anh buộc phải thi hành thì cứ phải thi hành, dù muốn hay không. Một lần nữa y lại tìm đôi mắt của David Hume. Và một lần nữa y lại chỉ gặp ở đôi mắt ấy một màu đen giận dữ. Y nói tiếp, tớ thừa nhận David ạ, rằng không có việc gì khủng khiếp hơn là việc đánh chiếc xe ấy từ nhà này sang nhà khác. Bất cứ nơi nào người đánh xe bò ló mặt đến đều là những giọt nước mắt và những tiếng rên rỉ chờ đón anh ta. Nơi nào cũng đều là bệnh tật tàn phá, là máu, là những vết thương, là sự kinh hoảng. Và lại còn có cái tệ hơn nữa. Tệ nhất là thấy linh hồn giãy giụa trong hối hận và lo lắng về những nỗi thất vọng. Một sự phân phối không công bằng, lao động vô ích và sự rối loạn mất trật tự. Cái nhìn của anh ta không phóng được đủ xa vào thế giới bên kia để phát hiện ra ý nghĩa của cuộc đời trần thế. Đôi khi anh ta cũng thoáng thấy được một điều gì đó, nhưng phần nhiều anh ta giãy giụa trong tối tăm và trong nghi hoặc. Và cậu chớ quên rằng cái năm mà người đánh xe bò bị buộc phải điều khiển chiếc xe thần chết, cái năm ấy không được đo bằng giờ, bằng phút như cõi trần. Để cho người đánh xe bò có đủ thời gian đến được tất cả những nơi nào cần có mặt để làm nhiệm vụ, cái năm độc nhất ấy kéo dài ra đến hàng trăm hàng nghìn năm. Và điều khủng khiếp nhất, khủng khiếp trong tất cả mọi điều, đó là người đánh xe bò cũng gặp trên đường đi của mình những hậu quả tội lỗi anh ta đã phạm trong suốt cuộc đời anh ta. Làm sao anh ta có thể thoát khỏi cái đó được? Giọng nói của người đánh xe bò trở nên gần như là một tiếng thét, và y chắp hai tay một cách tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên y cảm thấy như là từ người bạn cũ của mình phát ra một luồng thách thức lạnh lùng và nhạo báng. Y trùm kín người trong chiếc áo choàng của y và run rẩy. Y khẩn nài, David, vì lợi ích của chính cậu và của tớ, tớ van cậu đừng có kháng cự lại tớ. Tớ bị buộc phải dạy lại nghề của tớ cho cậu trước khi tớ được thôi việc. Tùy thuộc ở cậu nếu tớ bị chậm lại hàng tuần, hàng tháng. Phải, cho đến tận đêm thánh Sylvester năm sau. Bởi vì tớ chỉ được trả tự do khi mà cậu đã học được lại nghề này. Người đánh xe bò trong khi nói vẫn quỳ bên cạnh David Hume và thương xót triều mến mênh mông mà lời nói của y thấm đượm.
làm tăng gấp đôi sức mạnh của lời nói ấy. Y giữ nguyên tư thế như vậy trong một lúc nữa, thăm dò tác dụng lời nói của mình. Nhưng người bạn cũ của Y chỉ duy trì một quyết tâm man dại kháng cự đến giới hạn cuối cùng sức lực của anh ta. Anh ta tự nhủ, ta chết rồi, được, không thể làm gì để chống lại điều đó. Nhưng không đời nào bắt ta chấp nhận có liên quan đến chiếc xe và con ngựa của thần chết. Phải tìm cho ta một hình phạt khác thôi. Người đánh xe bò sắp đứng lên lại thay đổi ý định. Y nói thêm, cậu hãy nhớ rằng, cho đến lúc này là George, bạn cũ của cậu, nói chuyện với cậu. Nhưng bây giờ là một kẻ khác nói chuyện với cậu đấy. Cậu hẳn biết rằng khi nói đến một kẻ không biết thương xót là gì, thì người ta nghĩ đến ai? Liền đó Y đứng dậy, tay cầm chiếc hái, cái mũ trùm lên đầu. Y thét lên giọng lạnh lạnh, tù nhân, hãy ra khỏi nhà tù của ngươi. Lập tức David Holmes đứng dậy. Anh ta không biết việc đó diễn ra như thế nào. Đột nhiên anh ta thấy mình đã đứng lên. Anh ta loạng choạng. Xung quanh anh ta mọi vật như quay cuồng. Nhưng anh ta mau chóng lấy lại được thăng bằng. Vẫn cái giọng mạnh mẽ ấy ra lệnh, hãy nhìn lại đằng sau ngươi, David Holmes. David Holmes làm theo. Trên mặt đất nằm sóng sượt một người cao to lực lưỡng, nhưng ánh mặt rách rưới tồi tàn. Người hắn bê bết máu và bùn. Xung quanh hắn là những vỏ chai. Hắn có bộ mặt đỏ và sưng phồng, hầu như không thể nào đoán ra được những nét cũ. Ánh phản chiếu của ngọn đèn đường hắt ra một tia sáng hành học và độc ác từ đôi mí mắt hé mở của hắn. David Holmes đứng trước cái thây người nằm dưới đất này. Anh ta cũng là người cao to, cũng mặc những quần áo rách rưới bẩn thỉu gớm ghiếc như cái thây người chết. Anh ta thấy đó chính là con người thứ hai của mình. Thế nhưng không phải là con người thứ hai của anh ta. Vì anh ta bây giờ chẳng là gì cả. Anh ta chỉ là một cái bóng của con người kia ở trong gương. Và cái bóng ấy bước ra khỏi chiếc gương. Và nó cử động, nó sống. Anh ta đột ngột quay lại. George đứng kia. Và anh ta thấy George cũng chỉ là cái bóng của thân hình George trước kia mà thôi. Giọng George tuyên bố, hỡi linh hồn đã mất quyền thống trị thể xác của ngươi vào đúng lúc giao thừa, ngươi sẽ là người thay thế làm nhiệm vụ của ta. Trong năm mới đang bắt đầu này, ngươi sẽ giải thoát cho những linh hồn khỏi cái vỏ bọc trần thế. Nghe những lời này, David Holmes sực tỉnh lại. Giận điên lên, anh ta xông vào người đánh xe bò, tìm cách giật lấy cái hái của y để bẻ gãy đi, dặn lấy cái áo choàng của y để xé tan ra. Thế là, anh ta cảm thấy tay mình bị trói và chân mình bị hẫng đi. Một vật gì vô hình quấn lấy cổ tay anh ta, trói chặt cả tay lẫn chân anh ta lại. Rồi anh ta bị xốc lên, bị ném một cách phũ phàng như một vật nặng bỏ đi vào đáy thùng xe. Anh ta nằm nguyên ở đó. Cùng lúc ấy, chiếc xe bò chuyển bánh.